vừa qua, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Hoàng Su Phì Triệu Sơn An đã đi kiểm tra tiến độ xây dựng điểm trường tiểu học tại thôn Hợp Nhất, xã Túng Sán. Điểm trường này được khởi công xây dựng từ đầu tháng 2 năm 2018 do Tổ chức Loan Cộng hòa Liên bang Đức đầu tư xây dựng. Điểm trường gồm nhà lớp học 5 gian, có 2 phòng học và 1 phòng chờ của giáo viên cùng các công trình phụ trợ với tổng kinh phí là trên 700 triệu đồng. Hiện công trình đang trong quá trình xây dựng phần khung và dự tính đến khoảng trung tuần tháng 6 năm 2018 sẽ hoàn thành và đưa vào sử dụng. Qua kiểm tra thực tế, nhìn chung đơn vị thi công đã khẩn trương triển khai thi công nhưng do ảnh hưởng của thời tiết, mưa nhiều gây khó khăn cho việc vận chuyển vật liệu của đơn vị thi công. Để công trình hoàn thành đúng tiến độ, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Hoàng Su Phì Triệu Sơn An đề nghị đơn vị thi công huy động tối đa lực lượng, phương tiện, thiết bị, tập trung thi công nhanh gọn. Cấp ủy chính quyền xã Túng Sán cần thường xuyên giám sát và tạo điều kiện tốt nhất cho đơn vị thi công sớm hoàn thành công trình.